Thưa quý vị và các bạn, mới đây Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Cục Đường sắt Việt Nam xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán chụp ảnh tại các tụ điểm cà phê đường tàu đang ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông đường sắt. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đầu năm 2018, khu vực phía Bắc ga Hà Nội từ km 0+595 đến km 0+840 tuyến đường sắt Hà Nội Đồng Đăng xuất hiện loại hình du lịch khách nước ngoài đi tham quan, quay phim chụp ảnh trên đường sắt, nhất là khi có tàu chạy qua. Cùng với đó là hàng quán bày bàn ghế bán nước cho khách du lịch trong phạm vi bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt. Trước tình trạng này, Tổng công ty Đường sắt đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải, đơn vị được giao quản lý, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, trong đó có cưỡng chế giải tỏa các hành vi vi phạm, xử phạt hành chính. Tháng 5 vừa qua, Cục Đường sắt Việt Nam cũng đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các phường đề nghị tiếp tục chỉ đạo xử lý tình trạng bán hàng trên đường sắt. Tuy nhiên, những vi phạm tại khu vực này vẫn đang tái diễn, nhiều người dân hiếu kỳ, nhất là khách nước ngoài vẫn đứng trên đường ray để quay phim, chụp ảnh.